Xin chào các bạn, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, nhân viên kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Đến với clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu đến các bạn mẫu xe Mercedes-Benz C200 2019. Thì với chiếc xe Mercedes-Benz 2019 này thì các bạn chỉ cần đầu tư khoảng chưa tới 500 triệu thì các bạn đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Thì bây giờ Duy sẽ dẫn các bạn đi xem cái chiếc xe này nhé. Ok, xin mời các bạn. Và đây là chiếc xe Mercedes-Benz C200 2019. Thì với cái thiết kế trẻ trung thể thao này thì sẽ dành cho những khách hàng thích sự thể thao cũng như là sự thời trang. Thì các bạn thấy là cái C200 2019 này được thiết kế lại cái phần đèn pha phía trước trông rất là đẹp. Các bạn thấy không? Nhiều khi các bạn nhìn còn ấn tượng hơn so với cái chiếc xe C200 hoặc là cái C300 AMG 2019 luôn á. Về phần lưới tản nhiệt thì các bạn thấy là vẫn là cái thiết kế giống như các phiên bản trước đó, là lưới tản nhiệt hai nan và cái logo này là logo 3D các bạn nhé. Thì đối với những cái phiên bản mà C-Class 2019 này thì cái logo này được thiết kế lại theo dạng 3D. Phần cản dưới thì các bạn thấy là nó cũng không có nhiều thay đổi, nói chung cũng có thay đổi đó nhưng mà cũng không có nhiều lắm các bạn. Về phần mâm xe thì các bạn thấy là cái xe C200 2019 này được sơn màu đen và để lộ các chi tiết mặt nhôm kim loại. Trong cái bộ mâm này chúng ta thấy là rất là thể thao và rất là trẻ trung luôn các bạn. Thì vành xe của chiếc xe C200 này là vành 17 inch các bạn nhé. Cái lớp xe thì đang xài lớp Bridgestone. Các bạn thấy không? Thì cái mâm xe màu đen này kết hợp với cái phần sơn xe màu đỏ nữa thì các bạn thấy nó rất là hợp luôn á. Rất là mạnh mẽ luôn. Để Duy đi sang bên hông cho các bạn xem cái phần hông xe. Thì về phần hông xe này các bạn thấy nó cũng không có khác gì so với cái xe C200 cái phiên bản trước đó các bạn nhé. Thì vẫn là những cái đường nét dập nổi bên hông chạy dài từ trước tới sau. Và đối với chiếc xe Mercedes-Benz nói chung thì hầu như là cái nắp xăng của chúng ta đều đặt ở bên phải của xe. Thì mình thấy là cái nắp xăng đặt bên phải thì khi mà vào đổ xăng á, thì các bạn sẽ thấy tiện lợi hơn so với cái xe nắp xăng đổ bên trái. Thì không biết là các bạn có cùng ý kiến với mình không? Nếu mà có các ý kiến thì cho mình cái comment ở dưới. Và đây là cái đèn xe phía sau của chúng ta. Đèn xe phía sau bây giờ được thiết kế lại các bạn thấy không? Hình chữ C các bạn. Thì khi mà đi ở ngoài đường mà buổi tối á, thì các bạn sẽ dễ nhận diện hơn cái xe C-Class, xe E-Class và xe S-Class các bạn. Okay. Ống xả kép các bạn nhé. Thì phần đuôi xe thì chúng ta sẽ thấy là không có sự khác biệt nhiều so với cái xe C200 cũng như là C200 SUC và C300. Để Duy mở cái cốp xe cho các bạn xem. Thì cái cốp xe này thì chúng ta có thể là mở bằng cái chìa khóa các bạn nhé. Sorry, do mình đã bật cái khóa ở bên trong rồi cho nên là chìa khóa mình không có tác dụng ở bên ngoài nữa các bạn. Và đây là cốp xe của chúng ta. Đó, các bạn thấy không? Thì ở đây vẫn là cái lẫy để chúng ta mở được cái hàng ghế phía trước nè, gặp lại cái hàng ghế phía trước nè, hai bên nè các bạn nhé. Nằm ở đây, khi mà chúng ta chở nhiều đồ hoặc là những cái hành lý mà dài á, thì chúng ta có thể gặp cái ghế lại. Hoặc là trong trường hợp mà chúng ta có thể là chở trái cây. Chở trái cây thì để mà cho cái hơi của máy lạnh đó trong cái khoang của chúng ta ra phía sau á, cho nó mát trái cây thì chúng ta có thể gặp ghế lại được luôn các bạn nhé. Và đây là những cái phần phụ kiện trang bị thêm cho xe. Thì cũng giống như những cái chiếc xe trước thôi, Duy đã làm cho các bạn xem rồi. Thì phụ kiện theo xe chúng ta gồm có là hai cái jack sạc cho điện thoại iPhone và điện thoại Android các bạn. Túi y tế. Ở đây là sách hướng dẫn sử dụng và các tài liệu tham khảo nằm ở đây.
và cái bao da để chúng ta để những hành để những cái giấy tờ mà sau này mà chúng ta đăng ký xe này nọ đó các bạn, đăng ký đăng kiểm này nọ đó. Còn đây là cái hộp để gạt tàn thuốc ở bên trong xe. Thì nếu mà các bạn có hút thuốc thì Duy khuyên các bạn là đừng hút thuốc trong xe, tại vì khi mà hút thuốc trong xe cái mùi thuốc lá mà nó ngấm vào bên trong cái nội thất của chúng ta rồi thì chúng ta rất là khó để khử cái mùi này và tốn rất là nhiều tiền để khử cái mùi thuốc lá này. Còn bên dưới cái cốp xe này là cái gì? Đây là cái khoang dưới. Thì thực sự cái khoang dưới này chúng ta chỉ để được những cái đồ nhỏ nhỏ thôi các bạn, không có để được nhiều đồ đâu, tại vì cái khoang này chúng ta dưới đây rất là nhỏ, các bạn thấy không? Cái đây là cái giỏ để các bạn đi siêu thị với các bạn. Trong trường hợp các bạn đi siêu thị hoặc đi picnic á thì các bạn có thể sử dụng cái giỏ này để đồ. Bây giờ chúng ta ship lại, chúng ta để gọn ở đây. Cái đây là cái lưới để khăn đổ cho các bạn. Thì trong trường hợp mà chúng ta mà để nhiều cái hành lý ở phía sau mà chạy nó bật lên nó ồn á thì chúng ta có thể sử dụng cái lưới này để khăn lại. Đối với cái chiếc xe C200 này thì chúng ta đóng cốp bằng tay các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta đi vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe C200 này nhé. Chúng ta xem coi cái xe C200 2019 này so với chiếc xe Mercedes-Benz cái phiên bản C200 phiên bản trước đó thì có sự thay đổi gì không. Đây. À, các bạn thấy không? Thật sự là cái xe C200 2019 này bên trong nội thất này cũng có rất là nhiều cái thay đổi so với phiên bản trước đó. Và một cái điểm mà chúng ta cảm thấy mà nổi bật đầu tiên đó chính là cái vô lăng các bạn nhé. Cái vô lăng này được thiết kế mới lại hoàn toàn và các nút bấm bây giờ nó được tích hợp ở trên vô lăng, chẳng hạn như là cái tính năng mà giới hạn tốc độ và ga tự động thì nó nằm ở trên đây luôn các bạn nhé. Thì bây giờ nó sẽ giống như cái xe E-Class mới hoặc là cái xe S-Class và xe Maybach luôn các bạn. Đây là những cái nút bấm touch control nè các bạn. Các bạn có thể điều khiển khi mà chúng ta đang lái xe để giảm cái sự mất tập trung các bạn nhé. Thì đối với cái nút cảm ứng bên đây thì chúng ta điều khiển cho cái màn hình táp lô, còn với cái nút cảm ứng bên đây thì chúng ta điều khiển cho cái màn hình giải trí này. Các bạn thấy không? Hầu như bây giờ những cái tính năng về điện thoại nè, cài đặt thì hầu như chúng ta có thể là đang lái xe chúng ta có thể cài đặt được hết trên vô lăng luôn các bạn. Chúng ta không cần phải rời tay lái luôn. Thì Mercedes-Benz nó thiết kế một cái gì đó thì đều sẽ nghiêng về cái sự an toàn. Có nghĩa là khi mà các bạn đang lái xe, các bạn thao tác tại vô lăng luôn thì nó sẽ giảm cái sự mất tập trung các bạn nhé. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái nội thất nè. Các bạn thấy không? Cái nội thất màu bay nó rất là đẹp luôn á. Thì cái nội thất màu bay này thì giúp cho cái chiếc xe chúng ta nhìn nó có vẻ rộng rãi hơn và thoải mái hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng kỹ á thì chúng ta có thể là vệ sinh cái này theo định kỳ. Chẳng hạn như là trong một tuần thì chúng ta có thể là khi mà đi rửa xe thì chúng ta có thể là nhờ các anh kha khe của chúng ta là vệ sinh cái ghế này thôi. Cũng rất là đơn giản. Chúng ta đừng có để mà từ tháng này qua tháng nọ, một khi mà cái chất bẩn mà nó ngấm vào trong cái da của chúng ta thì nó khó vệ sinh hơn thôi. Nhưng mà Duy thấy là cái nội thất này màu kem này rất là đẹp, rất là phù hợp cho những cái gia đình mà không có con nhỏ. Nếu mà cũng có con nhỏ thì các bạn nên chọn cái nội thất màu tối hơn. Về phần gỗ thì chúng ta thấy đây là cái chiếc C200 2019 của chúng ta sử dụng ốp gỗ màu đen phân mờ. Các bạn thấy không? Thì cái ốp gỗ này nó sẽ cũng không có khác so với cái phiên bản 2018. Ở đây là cái chỉnh ghế của chúng ta nè các bạn. Công tắc chỉnh ghế nè, các bạn thấy hình nó giống hình cái ghế luôn đúng không? Thì đối với cái chiếc xe C200 2019 này thì chúng ta chỉ chỉnh ghế bằng điện thôi, chúng ta sẽ không có cái vị trí nhớ ghế. Đây là cái công tắc cửa các bạn. Đây là cái nút bấm mà chúng ta đóng cốp và mở cốp hồi nãy là Duy đã cũng đã nói cho các bạn xem ở phía sau rồi đây.
Thật sự đối với những khách hàng mà trước giờ chưa có sử dụng cái xe Mercedes-Benz á, thì quý khách hàng thường thắc mắc là cái cần số của cái xe nó nằm ở đâu. Thì hầu như tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz bây giờ cần số đều tích hợp ở phía sau vô lăng này các bạn nhé. Có nghĩa là khi mà chúng ta lái xe á, chúng ta cần phải sang số á, thì chúng ta cũng không có rời tay lái giống như những cái dòng xe khác. Thông thường thì những cái dòng xe khác thì chỗ này thường là thiết kế cái cần số các bạn nhé. Nhưng mà khi mà các bạn sử dụng cái cần số này một thời gian rồi thì các bạn sẽ thấy rất là tiện lợi luôn, rất là tiện lợi là rất là an toàn luôn á. Thì cái cần số này là cần số điện các bạn nhé. Trong trường hợp mà chúng ta mà đi xuống xe và chúng ta quên trả số đi, thì cái xe này cũng sẽ tự hiểu và tự chuyển về số cho chúng ta luôn. Các bạn thấy đây là đồng hồ thắp lô. Cái phần hốc gió máy lạnh này thì các bạn thấy nó cũng không có sự khác biệt so với ba phiên bản là C200, C200 SLC và C300. Khu vực này cũng vậy các bạn, các nút bấm thì đều thiết kế giống nhau hết luôn. Khu vực này là khu vực để các bạn chỉnh máy lạnh đây. Các bạn thấy là đây là cái kiểu thiết kế nhìn giống như là những cái phím đàn của piano các bạn nhé. Thì những cái dòng xe Mercedes-Benz bây giờ đa phần cái phần chỉnh máy lạnh thì đều thiết kế gần như giống nhau. Dòng C, dòng E, cả dòng S, dòng Maybach luôn các bạn nhé. Và cái xe C200 2019 này của chúng ta sẽ không có ổ đĩa CD ở đây các bạn nhé. Đây là sự khác biệt so với cái xe Mercedes-Benz C200 2019 và chiếc xe Mercedes-Benz C200 2018. Thì với cái sự loại bỏ này thì Duy nghĩ cũng hợp lý thôi. Tại vì bây giờ là hầu như là chúng ta nghe nhạc đa phần là trên điện thoại hoặc là USB hoặc là trên mạng là chính rồi các bạn. Và đây cũng là một cái điểm mà làm cho khách hàng cực kỳ thích đối với chiếc xe Mercedes-Benz C200 này, đó là chính là cái phần đèn viền nội thất các bạn. Thì với đèn viền nội thất 64 màu này thì các bạn thấy là buổi tối khi chúng ta đi cảm giác rất là thoải mái, rất là refresh luôn đó các bạn. Tại vì cái đèn LED nó có tác dụng làm cho con người chúng ta trở nên là thoải mái hơn. Các bạn bây giờ đi máy bay này, bạn thông thường cũng thấy là trên máy bay cũng có được trang bị đèn LED luôn các bạn. Còn đây là cái khu vực mà điều khiển trung tâm các bạn nhé. Cũng giống như những chiếc xe khác của Mercedes-Benz thôi. Chế độ đây là cái chế độ lái nè, cái nút điều khiển chế độ lái nè các bạn. Thì chế độ lái của cái xe này chúng ta có 5 chế độ lái luôn. Nằm ở đây, di chuyển ở đây để di chuyển trên để đi nổ máy cho các bạn xem, các bạn sẽ biết được cái hệ thống này như thế nào. Ok. Nó báo cái ghế phía sau đang mở nè các bạn thấy không? Hồi nãy vì do là vì bật cái lại ở phía sau đó. Ok, bây giờ mình tháo cái này ra thôi. Đây là cái nút bấm mà điều khiển cái chế độ lái của chúng ta. Chiếc xe Mercedes-Benz C200 2019 này thì sẽ có 5 chế độ lái tổng cộng các bạn nhé. Khi mà chúng ta lái bình thường á thì chiếc xe luôn mặc định ở chế độ comfort. Khi các bạn nổ máy lên, các bạn đi thì xe tự động sẽ chuyển về chế độ comfort này cho các bạn. Còn nếu mà trong trường hợp mà đi những cái điều kiện đường xá khác nhau á, thì có thể các bạn là chọn những chế độ lái khác nhau, chẳng hạn đi trên đường cao tốc hoặc là đường trường thì các bạn có thể chuyển qua chế độ sport để tăng cái cảm giác lái nè các bạn thấy không? Khi mà Di bật cái lẫy ở đây thì các bạn thấy là trên màn hình nó báo lên cái chữ sport và trên đồng hồ táp lô này nó cũng hiện lên cái chữ S nè các bạn. Đó. Rồi nếu mà các bạn cảm thấy là chữ S này chưa đủ á, thì các bạn có thể chuyển qua chế độ S cộng, chế độ thể thao hơn nữa. Đó, các bạn thấy S cộng trên đây thì với chế độ S cộng này á, thì các bạn lái chiếc xe này á, thì cái độ chân trễ cái chân ga nó sẽ rất là ít luôn, cộng cộng thêm một cái nữa là cái moment xoắn và cái sang số của cái xe này nó khá là trễ hơn để tăng cái moment xoắn các bạn. Các bạn khi mà các bạn lái chế độ này thì đồng nghĩa với việc là sẽ tốn nhiên liệu hơn. Còn đây là chế độ lái theo cái sở thích cá nhân thì mình có thể cài đặt ở đây các bạn nhé. Thì chúng ta có thể cài đặt cái phần lái theo sách cá nhân này, nó gồm có 3 phần. Một là phần dẫn động. Dẫn động là chế độ lái các bạn. Các bạn có thể lái chế độ Eco nè, Comfort nè, Sport nè, Sport cộng nè và chế độ lái bằng tay. Chế độ lái bằng tay là sao các bạn nhỉ? Chế độ lái bằng tay là chúng ta có thể tự động vào số. Tự động vào số ở đây các bạn.
Các bạn thấy là phía sau vô lăng chúng ta thấy có thấy dấu dấu cộng nè, và bên đây là dấu trừ nè. Thì chế độ lái bằng tay này á, thì những cái người mà thích lái xe theo cái kiểu mà thể thao hoặc là lái theo kiểu dạng xe đua á, các bạn thì mới lái theo cái lẫy số tay này thôi. Còn thông thường á, thì Duy hay lái chế độ tự động bình thường thôi. Mình đi thành phố mình cũng không có lái được chế độ này, tại vì chế độ lái nó bằng tay á, thì chúng ta sẽ phải sang số và trả số liên tục, nó chỉ phù hợp trên những cái đoạn đường đua là chính thôi các bạn. Hồi nãy thì Duy quên nói các bạn chế độ lái eco. Chế độ lái eco đây là cái chế độ lái mà coi như tiết kiệm nhất. Tiết kiệm nhất thì nó sẽ khác với chế độ lái comfort như thế nào. Thì chế độ lái eco này á, thì khi các bạn mà đi ở tốc độ từ 40 cây số trên giờ trở lên, mà khi các bạn nhả cái chân thắng ga, các bạn chuyển sang cái xin lỗi, các bạn nhả chân ga chuyển sang chạy trơn á, thì các bạn thấy là trên màn hình của chúng ta chữ D nó sẽ hiện sang màu xanh, thì lúc đó là cái xe nó chỉ chạy trơn thôi các bạn. Nó chạy trơn có nghĩa là không bắt số, như vậy thì nó sẽ coi như là tiết kiệm nhất có thể. Cái này, khi mà các bạn đi trên đường cao tốc này nọ đó, thì các bạn sẽ sử dụng cái chế độ này thì mình cảm thấy là nó hợp lý. Quay lại cái cấu hình của cái chế độ lái theo sở thích cá nhân, thì chúng ta có thể tiếp tục là chỉnh cài đặt cho hệ thống lái này. Thì chúng ta có thể cài đặt hệ thống lái chế độ lái comfort hoặc là chế độ lái sport. Chứ là comfort thì các bạn lái ta lái sẽ mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà khi mà các bạn chuyển qua chế độ hệ thống lái mà chế độ lái sport á, thì cái vô lăng của chúng ta sẽ có xu hướng là nặng hơn một chút xíu các bạn nha, để tăng cảm giác lái thôi. Và ESP là cái hệ thống cân bằng điện tử. Chúng ta có thể chọn chế độ Comfort Sport hoặc là Sport cộng. Thì khi mà chúng ta chọn chế độ Sport hoặc Sport cộng thì các chiếc xe của chúng ta cho phép chúng ta sẽ trượt một ít các bạn. Trượt một ít là dành cho các bạn mà thích rip xe hoặc là lái trên đường đua mà cho cái xe của chúng ta bị coi như là bị trượt một phần thôi các bạn. Khi mà chúng ta chọn cái này thì trượt một phần thôi chứ không có cho chúng ta trượt hết đâu. Trừ khi là chúng ta tắt hẳn luôn cái ESP. Ok, thì cái hệ thống lái này mình nói hơi nhiều ha. Còn đây các bạn, đây là hệ thống mà đậu xe tự động nè. Thì cái clip mà đậu xe tự động thì Di cũng sẽ đã làm cho các bạn xem rồi, và Di sẽ để cái link ở đây cho các bạn xem nha. Các bạn nào chưa xem thì các bạn click vào để xem. Còn đây là cái chế độ tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ. Khi mà chúng ta thấy là cái đèn của chúng ta đang ở màu xanh là cái hệ thống tự động tắt máy này nó đã hoạt động rồi các bạn nhé. Còn đây là cái touchpad để chúng ta điều khiển cái màn hình này thôi các bạn. Thì đối với cái chiếc xe C200 2019 này thì chúng ta có thể điều khiển ở đây. Ở đây con trỏ xoay là cái này thì lâu rồi các bạn. Những cái dòng xe trước đây của Mercedes-Benz thì cũng đã có cái này rồi. Và mới nhất là đây, touch control điều khiển trên vô lăng. Các bạn thấy là cái phần cài đặt của cái chiếc xe C200 2019 này nó rất là dễ và cụ thể các bạn. Thì các bạn thấy là hầu như là ở trên cái màn hình của chúng ta, ngoài là tiếng Việt, nó hiển thị ngôn ngữ là tiếng Việt, thì bên cạnh đó còn có hình ảnh cho các bạn xem luôn. Đó, chẳng hạn như bây giờ Di sẽ chuyển vào cái chế độ cài đặt đèn cho các bạn xem về đèn trang trí nội thất. Đó các bạn thấy không? Đó, mình sẽ chỉnh đèn trang trí nội thất ở đây. Nó hiện ở đây được, các bạn thấy bằng hình ảnh luôn nè. Chúng ta có thể chọn vùng được luôn các bạn nha. Cái vùng trước và sau nè, chúng ta muốn chọn trước và sau như thế nào khác được luôn nè. Độ sáng trước và sau các bạn. Chúng ta muốn phía trước sáng hơn phía sau, hoặc là phía sau sáng hơn phía trước cũng được. Hoặc là chúng ta tắt chế độ vùng này thì nó sẽ cân bằng như nhau. Đèn ngoại thất tắt trễ nè. Chẳng hạn như là chúng ta muốn cái đèn ngoại thất của chúng ta khi mà chúng ta buổi tối chúng ta đi xuống xe á, chúng ta tắt máy, chúng ta lock cửa thì 15 giây sau nó mới tắt đèn thì cũng ok, hoặc là 30 giây hoặc là 45 giây, nhưng mà mình nghĩ 15 giây là ok rồi các bạn nha. Đó, các bạn thấy không, khi mà chúng ta chọn qua chế độ tắt á, là các bạn thấy cái đèn ở chỗ này nó tắt luôn các bạn. Còn chuyển qua sáng các bạn thấy không, cái đèn xung quanh xe nó sáng nè, rất là hay luôn. Thì mình thấy là Mercedes-Benz khá là chăm chút trong cái vấn đề mà
cái giao diện các bạn. Ok. Thì phần cài đặt này thì các bạn mà sử dụng xe thường xuyên á, thì các bạn chịu khó các bạn tìm hiểu thì cũng rất là đơn giản thôi, nhưng cũng giống như trên cái điện thoại chúng ta tìm hiểu thì chúng ta sẽ biết rõ hơn thôi, cũng không có gì phức tạp lắm. Ok, còn đây các bạn, còn trong cái hộp găng tay này thì các bạn thấy là có trang bị cho chúng ta là một cái khe cắm thẻ SD, một cái USB, hai cái USB các bạn. Hai cái USB này chúng ta có thể là sạc điện thoại hoặc là chúng ta có thể chép nhạc để mà nghe nhạc trên đây. Hai cái USB luôn. Và trong đây nó cũng còn một cái USB nữa các bạn. Đây, cái USB này thì chúng ta có thể sạc điện thoại cũng được, nghe nhạc cũng được, và đồng thời là kết nối là Apple CarPlay hoặc Android Auto. Đó, khi chúng ta kết nối Apple CarPlay thì các bạn thấy là nó sẽ hiện lên trên đây những cái tính năng, những cái app của cái điện thoại chúng ta sẽ hiện lên trên màn hình này, để cho chúng ta khi mà đang lái xe thì sẽ thao tác nhanh hơn và an toàn hơn. Ok, bây giờ Di sẽ thử cho các bạn xem cái tính năng Apple CarPlay của chiếc xe C200 này nó như thế nào. Đây là cái điện thoại của mình nha, mình sẽ kết nối vào vào đây cho các bạn xem. Khi mà chúng ta cắm cái điện thoại của chúng ta vào thì các bạn thấy là trên màn hình nó sẽ hiện lên như thế này. Chúng ta sẽ bấm tự động các bạn nha, chọn tiến độ tự động thôi, và chúng ta sẽ chọn chấp nhận khởi chạy. Ok, như thế là đã xong rồi đó các bạn, và chúng ta đồng ý trên trên điện thoại nữa là xong. Các bạn thấy không? Khi chúng ta kết nối vào trong Apple CarPlay và trong xe thì chúng ta sẽ thấy là một số cái app mà chúng ta hay sử dụng á, nó sẽ hiện ở trên đây, rất là tiện lợi luôn, rất là tiện lợi luôn các bạn. Các bạn thấy không? Thì một cái điểm mà Di thích nhất là ở đây á, là cái bản đồ các bạn, cái bản đồ định vị á. Chúng ta có thể chọn Google Maps luôn, tại vì Google Maps là cái mà chúng ta có thể nói là sử dụng nhiều nhất luôn, kể cả chúng ta đi trên thành phố hoặc là chúng ta đi về tỉnh. Các bạn chỉ cần nhập địa chỉ điểm đến ở trên cái điện thoại thôi cho nó nhanh, không cần phải nhập ở trong 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 cái chiếc xe của chúng ta, nó lâu hơn thì mình nhập trên trên điện thoại này. Chẳng hạn như là các bạn muốn về để Di chọn cái địa điểm của thành phố nha, Takashimaya các bạn nha, Takashimaya Việt Nam quận nhất đây, Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó, các bạn thấy không? Bây giờ Di chỉ cần bấm chỉ đường trên bản đồ thôi, thì lúc đó là bản đồ của chúng ta trên điện thoại sẽ chuyển vào trong xe đó, chúng ta việc đi theo cái chỉ dẫn của bản đồ là xong. Bây giờ chúng ta chỉ việc để Đi điện về thoại ở đây hướng thôi đông về phía Nguyễn Văn đó, Linh. chúng ta cũng không cần phải xem cái điện thoại chúng ta nữa, tại vì khi mà có cuộc gọi đến các bạn thì nó cũng sẽ báo ở trên 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 màn hình xe, hoặc là có tin nhắn tới cũng sẽ báo trên màn hình của xe, hoặc là trong trường hợp mà chúng ta muốn nghe nhạc thì chúng ta sẽ cũng hiện ở trên đây rồi, hầu như là cái điện thoại của chúng ta đa phần là nó đều nằm ở trên đây hết bạn vậy thôi. Đó, khi chúng ta chuyển một bài hát khác thì chúng ta cứ việc qua đây chúng ta bấm nó chuyển bài hát khác đây đó. Còn nếu mà các bạn mà sử dụng những cái điện thoại mà iPhone hoặc là iPhone X hoặc là XS Max hoặc là iPhone 8 á, thì các bạn có thể là sạc không dây được ở đây luôn các bạn để ở đây nó sẽ sạc không dây luôn các bạn. Khu vực này nè, các bạn thấy là nó có hình hình cái điện thoại nè, sạc không dây nằm ở đây, thì các bạn để cái điện thoại chúng ta nằm ở trong đây thì nó sẽ sạc thôi. Đó, thì do cái điện thoại của Di là điện thoại iPhone 7 cho nên là nó sẽ không có tính năng sạc không dây. Ok, còn ở đây thì các bạn thấy là nó có một cái cổng mà kết nối nhanh NFC nè, thì những cái điện thoại Samsung hoặc là Sony á, thì
thị thường có cái tính năng chia sẻ NFC này, chúng ta kết nối nhanh đó, hoặc là đó chúng ta có để ở đây app của điện thoại chúng ta vào đây thì nó sẽ kết nối và chúng ta có thể nghe nhạc này ở trên đây rất là nhanh, rất là tiện lợi luôn đó. Ok, bây giờ Di sẽ chia sẻ thêm các bạn về cái hệ thống Apple CarPlay này. Thì cái Apple CarPlay này á, thì khi mà các bạn nghe nhạc online á, thì các bạn tải cái app mà nhạc của tôi á, thì các bạn sẽ thấy nhạc của tôi nó sẽ hiện trên đây luôn. Di thì Di xài cái MP3 Zing, MP3 Zing thì nó sẽ không có tích hợp trên Apple CarPlay của điện thoại của cái xe này. Các bạn thấy không? Nhìn màn hình rất là công nghệ luôn. Thì cái màn hình của cái chiếc xe C200 này thì nó sẽ kích thước nó sẽ nhỏ hơn so với cái màn hình của cái xe C200 SoC hoặc là C300, nhưng mà các bạn thấy là hầu như những cái giao diện hoặc là những cái tính năng cài đặt gì nó cũng y như nhau hết các bạn, không khác nhau. Chỉ có điều là cái kích thước màn hình thì làm cho chiếc xe chúng ta nhìn thấy nó công nghệ hơn thôi. Còn ở đây thì các nút bấm về chỉnh đèn các bạn nhé. Đây là những cái đèn xe, hay đèn xe bên trong và bên ngoài tất cả đều sử dụng bóng đèn LED hết rồi các bạn. Đây là đèn đèn mở cửa, khi mà chúng ta mở cửa ra thì đèn bên trong xe sẽ bật sáng. Đó, các bạn thấy không? Mở cửa là đèn sẽ tắt. Đây là đèn đọc sách bên trái bên phải. Đây là đèn phía sau các bạn nhé. Đây là đèn phía sau. Đèn trang điểm. Một cái điểm nữa là Di chia sẻ cho các bạn là cái chiếc xe mà C200 này á, thì về đèn xe, về gạt nước mưa đều là tự động hết nha các bạn. Thì khi mà chúng ta đi vào hầm hoặc là đi buổi chiều tối thì đèn của chúng ta sẽ tự động bật lên, và gạt mưa thì khi chúng ta thấy có mưa thì nó sẽ gạt, không mưa thì thôi nó sẽ không gạt mưa. Mưa nhỏ thì nó sẽ gạt chậm và mưa lớn nó sẽ gạt nhanh hơn. À, thì cái công tắc chỉnh đèn, chỉnh chỉnh gạt mưa nằm ở đây các bạn nhé. Đây, chúng ta có thể chỉnh ở đây, chế độ tự động ở đây. Hoặc là xịt nước mưa nằm ở đây. Và công tắc đèn của chúng ta hay sử dụng là đèn auto các bạn nha. Chúng ta chỉ để đèn auto này hầu như là chúng ta đi quanh năm suốt tháng thôi, chúng ta cũng không cần phải tác động vào những công tắc đèn còn lại. Và đây là cái đèn demi nè, đèn demi để sáng mờ nè. Đèn đậu xe bên trái, đèn bên xe bên phải. Đèn này là đèn chế độ manual. Còn các bạn thấy là đây, ở đây nó có một cái con lăn, một cái nút để lăn nè các bạn. Thì một ngày nào đó mà các bạn đi rửa xe, các bạn đem vào rửa xe xong rồi các bạn thấy là buổi chiều tối, ủa sao cái đèn táp lô của tôi nó mờ quá vậy, thì thật sự là khi mà các bạn rửa xe, các bạn dùng cái khăn bạn lau á, thì làm cho con lăn này nó chạy chạy lên chạy xuống. Khi mà chúng ta chọn, các bạn vô tình mà làm cho cái con lăn nó chạy xuống như vậy á, thì buổi chiều tối á, chúng ta sẽ thấy đèn táp lô của chúng ta nó rất là sáng, sáng rất là yếu, thì chúng ta chỉ việc chỉnh lại thôi, ở đây thôi các bạn. Đó, chúng ta sẽ đẩy lên thôi, cao nhất thôi, thì đèn của chúng ta sẽ sáng lại thôi, bình thường. Ok, bây giờ ra ngoài xe Di sẽ cho các bạn xem cái khoang động cơ của chiếc xe C200 2019 này. Xem cái xe C200 2019 này, cái động cơ của nó có khác gì so với cái phiên bản 2018 trước đó hay không. Và đây là khoang động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz C200 2019 này. Và động cơ này cũng là động cơ mà đầu tiên Mercedes-Benz tích hợp trên chiếc xe C-Class. Thì với động cơ 1.5 lít 4 máy thẳng hàng kết hợp với motor điện 48V thì giúp cho chiếc xe của chúng ta vẫn đảm bảo công suất là 184 mã lực, và mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ thấp hơn so với cái phiên bản Mercedes-Benz C200 2018 trước đó. Các bạn thấy không? Đây là cái khoang động cơ chúng ta. Các bạn thấy mặc dù là C200 nhưng mà cái khoang nội thất chúng ta hầu như là cái khoang cabin về máy chúng ta thấy là nó được bịt kín luôn các bạn. Rất là nhiều cái chi tiết. Các bạn thấy không? Đây là cái hộp điều khiển ECU nữa các bạn. Hộp điều khiển của động cơ nằm ở đây. Và đây thì Di sẽ cho các bạn xem cái khoang sau của chiếc xe Mercedes-Benz C200 2019 này. Đây, các bạn thấy không? Thì khi mà các bạn ngồi ở khoang sau á, thì ở phần hai cái ghế trước của chúng ta có là trang bị là cái giá để chúng ta, cái cổng này chúng ta lắp cái giá để iPad,
hoặc là cái giá để màn hình đó các bạn. Hoặc là trong trường hợp mà chúng ta có thể mua thêm các phụ kiện như là móc áo vest hay là một vài cái thiết bị khác nữa cắm ở đây. Các bạn thấy không? Thì cái phần rèm xe chúng ta thấy là cái xe C200-2019 này có phần rèm điện tự động ở phía sau các bạn nhé. Còn bên hông thì chúng ta thấy là có cái rèm kéo bằng tay. Các bạn có thể kéo tay ở đây. À, các bạn thấy không? Thì khi mà chúng ta ngồi vào các khoang sau của chiếc xe Mercedes-Benz C200-2019 này á, thì các bạn cảm thấy là nó vừa phải thôi, nó cũng không quá rộng nha các bạn. Thì di cao 1m68, thì bây giờ các bạn xem cái đây là cái chỗ để chân của gì này, thì nó cũng còn cách ở đây được khoảng tầm 2 tấc ở đây. Ở khoang sau này chúng ta có thể là lấy cái gió từ máy lạnh ở phía trước chuyển về, thì ở đây chúng ta không có chỉnh được nhiệt độ máy lạnh, thì chỉ có cái chiếc xe C300 này chúng ta mới có thể chỉnh được nhiệt độ máy lạnh ở phía sau thôi các bạn. Còn đây là cái chỗ để tay, cũng giống như tất cả những dòng xe khác của Mercedes-Benz thôi. Các bạn có thể để đồ ở đây, điện thoại này nọ, hoặc là chúng ta có thể để được nước, hai chai nước ở đây. Ngoài ra thì cái chiếc xe C200 của chúng ta được trang bị thêm cái móc ghế Noel bé các bạn. Ở đây, các bạn thấy không? Isofix nè. Thì dành cho những cái ghế mà có chuẩn Isofix thôi, cái ghế cho em á. Còn ở đây thì các bạn có thể là mở được cái ghế phụ này ra để thông ra phía sau. Các bạn có thể lấy đồ hoặc là để cho không khí nó lưu thông ra phía sau thì các bạn có thể mở được cái này ra. Ở đây. Ok. Nhất của chiếc xe Mercedes-Benz. Thì nếu mà các bạn thích cái chiếc xe này thì các bạn hãy gọi ngay cho Di. Với cái khoản đầu tư chưa tới 500 triệu thì các bạn đã sở hữu được chiếc xe Mercedes-Benz C200-2019 này rồi. Rất là đơn giản các bạn nhé. Thì những cái thủ tục về liên quan tới ngân hàng, trả góp ngân hàng thì Di sẽ làm luôn cho các bạn. Thì các bạn chỉ cần cung cấp những cái giấy tờ về pháp lý, chẳng hạn như là chứng minh nhân dân, hộ khẩu, xác nhận tình trạng hôn nhân thôi, thì Di cũng đã làm được cho các bạn rồi. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Di xin kết thúc cái video clip tại đây. Thì để biết thêm chi tiết cũng như là lái thử cái dòng xe của Mercedes-Benz thì quý khách hàng hãy gọi ngay cho Di qua số điện thoại là 0914653979 và hãy nhấn nút like, share và đừng quên là bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận video clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Thì xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại với các bạn trong những cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.